47. Quả báo cua kẹp. Mùa hè năm 1953, cư sĩ Đổng Quả Kỳ và pháp chủ Chí Liên Tịnh Uyển tại Toản Thạch Sơn, Cửu Long là sư cô Khoan Huệ thỉnh ngài đến giảng kinh Địa Tạng. Các cư sĩ đã không quản đi xe, chuyển tàu để đến nghe ngài thuyết giảng. Sư cô Khoan Huệ vốn là đệ tử của lão hòa thượng Hư Vân. Lúc chưa xuất gia, sư cô làm thuê giúp người nấu cơm quét dọn, thế nên khó tránh việc sát sanh, giết gà, giết vịt, vân vân. Lần nọ, cô mua một số cua sống về định luộc cho chủ ăn, nhưng vì sơ ý nên bị cua kẹp ngón tay giữa, nhất định không nhả, khiến cô đau thấu tâm can, nên cô đành cầm dao chém mạnh xuống một nhát, thân và càn cua đứt đoạn. Cuối cùng, cua là món ăn chính của buổi cơm chiều đó. Chẳng bao lâu sau, ngón tay bị cua kẹp của cô chợt sanh ra một miếng thịt dư giống như miếng thịt cua, khiến cô đau nhức suốt ngày đêm. Mặc dù cô đã dùng biết bao thuốc men nhưng cũng không trị được. Sau đó, cô theo người lên núi Phù Dung dự lễ thủy sám. Qua 7 ngày lễ bái, miếng thịt dư chợt biến nhỏ lại, mà ngón tay cũng bớt đau nhiều. Trong khóa giảng kinh Địa Tạng kỳ này, sư cô bạch ngài đầu đuôi câu chuyện, khẩn cầu ngài giúp sư giải mối oan kiết. Nghe qua, ngài liền quy y cho cua. Sau khi truyền tam quy, thì miếng thịt dư trên ngón tay của sư cô Khoan Huệ bỗng tiêu mất. Ngón tay linh hoạt như thường và tuyệt nhiên không thấy đau nhức chi. Nhân quả báo ứng thật không sai chạy mấy may, chỉ có khác là đến sớm hay muộn mà thôi. Đây là một trong những câu chuyện về nhân quả hiện tiền mà chính ngài đã chứng kiến tường tận. Rõ ràng là như vậy, chúng ta không thể không tin được. Nên hãy cố gắng thận trọng giữ giới sát sanh, nếu không thì oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt được. Nếu chúng ta đọc được tác phẩm Thủy Kính Hồi Thiên Lục do ngài Tuyên Hóa diễn giảng, thì sẽ rõ thế nào là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Tức chuyện lành giữ đầu đuôi chi rồi cũng có quả báo.